giá là mọi người, chào mọi người. Hôm nay cả nhà của mình tôi bức tranh đấy là một cô gái đang rửa tay như này nhá, mọi người cả nhà mình đón xem. Vẫn còn một bình kìm mà nhớ ra bóc nữa. Đây nguồn gốc 4 nhau cơ. Ôi giời, là nào chẳng mùi, cứ bóc này. Đó, không phải mùi nó ớn quá ấy. Em chỉ bóc hai túi thôi, ăn thử một túi nhưng mà chả ấy rất là không tươi. Lấy đâu ra tươi? Bình thường nó sầu riêng nó vào ướt vừa vừa ra. Ăn ngon ớt lần lần ra. Mày cứ ấy trước đi đã. Hả? Cứ ấy trước đi đã. Cứ quay viết đi đã. Đã quay đâu. Không cần mic nó cũng nói rõ, cũng nghe rõ được mà. Không, nghe rõ không bé. Không. Không sao đây. Đang xem đi. Này. Thôi ăn xong đi hả? Không, ăn nhanh để ăn sớm không vừa nhanh. Thôi. Vừa nhanh. Đi sang mượn thằng đồn cường này. Thank you.
vừa tô xong bước xem cô cái đang rửa tay như này, cắm cả nhà nó xem video tôi xem cô xin chào và hẹn gặp lại.